Vâng, xin chào các bác đã quay trở lại với video cập nhật những mẫu xe mới về với những mức giá cuối năm vô cùng hấp dẫn các bác nhá. Vâng, và hôm nay nhân vật chính của chúng ta sẽ là cặp đôi Innova. Và trong video em sẽ phân tích cho các bác là chúng ta có lên hay không lên mua một chiếc Innova, đúng không ạ? Và đối thủ của Innova là chiếc xe nào? Vâng, và để không mất thời gian các bác, em xin chia sẻ luôn. Đối thủ của chiếc Innova thì chính là, đây là phiên bản số sàn các bác nhá. Đây là một cặp đôi số sàn ạ, một cặp đôi số sàn. Số sàn thì đối thủ của nó sẽ là Xpander ạ, đối thủ trực tiếp, đúng không ạ? Và đối thủ của chiếc Innova này nữa chính là chính nó, xe mới trong hãng, đúng không ạ? Thế thì xe mới ở trong hãng, bây giờ những chiếc xe này nếu để các bác lăn bánh được thì nó cũng phải mất khoảng 860 đến 870 triệu các bác nhá. Lăn bánh một chiếc xe Innova mới, đúng không ạ? Còn đây là hai chiếc Innova siêu lướt 2020 các bác nhá. Và so với xe mới thì nó sẽ tiết kiệm được đâu đó khoảng gần 250 triệu các bác nhá. Đó, một mức giá vô cùng hấp dẫn ạ. So với Innova mới thì nó tiết kiệm được khoảng gần 250 triệu ạ. Gần 250 triệu. Rồi, và so với Xpander mới thì nó sẽ bằng một chiếc Xpander mới. Nó khoảng bằng một chiếc Xpander mới. Bởi vì Xpander mới bây giờ lăn bánh cũng đâu đó khoảng hơn 600 triệu các bác nhá. Thì giá chiếc xe này và Xpander mới là ngang nhau các bác nhá. Là ngang nhau. Và Xpander thì xin được phân tích với các bác này. Các bác lấy Xpander, tất nhiên nó được xe mới. Nó bằng tiền nhau, nó được xe mới. Nhưng nếu các bác lấy chiếc xe này thì nó cũng là siêu mới, siêu lướt 2020. Và nó là 8 chỗ ngồi, nó là máy 2.0, đúng không ạ? Nó là động cơ siêu bền bỉ, nó là ông vua trong phân khúc, đúng không ạ? Thế thì tội gì phải mua Xpander mới? Tội gì phải mua Innova mới? Tại sao chúng ta không tìm hiểu chi tiết hơn về hai chiếc xe Innova E số sàn của Trung Tư Auto, và chúng ta cùng đi chi tiết cả hai chiếc xe các bác nhá. Rồi, và tất nhiên tiền ở trong túi các bác và lựa chọn cũng là của các bác, đúng không ạ? Cả hai chiếc này giống hệt nhau, bằng tiền, đúng không ạ? Đều là đời 2020, đều là số sàn, cùng màu luôn. Đây là một cặp đôi luôn, đúng không ạ? Chiếc xe rất đẹp, hai chiếc xe đều tăm tắp luôn ạ, đều tăm tắp luôn. Chiếc xe được một chủ sử dụng từ đầu các bác nhá. Cả hai chiếc đều được một chủ sử dụng từ đầu, đều được lăn bánh 2020, đều lăn bánh khoảng hơn 5 vạn km ạ. Rồi, hơn 5 vạn km, giống hệt nhau luôn. Giống hệt nhau tất cả bên trong bên ngoài. Đây, mời em, đây em vào giữa đây để cho các bác xem cả hai bên. Em sang bên đấy à? Ok, cũng được. Đây, ghế lỉ cũng đã được bọc lại bằng da nha các bác nhá. Hai chiếc giống hệt nhau, số sàn ạ, cực kỳ mới luôn, trần bọc ni lông, thể hiện là chủ xe rất cẩn thận, đúng không ạ? Đó, 2020, đi hơn 5 vạn. Đó, đây là số km nguyên bản theo xe các bác nhá. Km nguyên bản theo xe, km nguyên bản theo xe. Rồi, mời các bác vào trong, chiếc xe này cũng giống hệt luôn. 2020, hơn 5 vạn km, và đây là số km nguyên bản. Trung Tư Auto nói không với việc tua số km các bác nhá. Không với việc tua số km. Đó, trần giống hệt nhau. Hai chiếc các bác thích lựa chọn chiếc nào thì lựa chọn ạ. Đó. Rồi, ông vua của dòng xe dịch vụ, ông vua của số sàn luôn. Dòng 8 chỗ số sàn. Rất đẹp các bác nhá. Đó. Tội gì chúng ta phải mua một chiếc Innova mới với giá lên đến 860, đúng không ạ? 860 triệu cho một chiếc Innova, quá khủng khiếp. Chúng ta lấy chiếc này thì sẽ tiết kiệm được khoảng gần 250 triệu, đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Mà nó đi có hơn 5 vạn km. Đây là số km nguyên bản các bác nhá. Đó. Thông thường nếu để gọi là làm cho nó đẹp mắt các bác, đúng không ạ? Cảm giác tâm lý nó đi ít thì về Trung Tư Auto thường nhá, thường là sẽ tua về
đúng không? Là số km là ví dụ 25 là thường sẽ tua về khoảng hơn 2 vạn km. Nhưng không, Trung Thực Auto để số km nguyên bản các bác nhá. Đây ví dụ như chiếc này nguyên bản là em chào bác ạ. Dạ. Vâng, xin chào bác. Bác lấy chiếc xe gì bác? À đây, bác lấy luôn ạ. À vâng, cảm ơn bác. Chúc mừng bác. Dạ, dạ vâng, cảm ơn bác. Vâng, các bác có thể thấy thì chiếc xe này bác chủ vừa mới đến đây sáng nay ạ. Bây giờ thì đang chuẩn bị hoa giao xe luôn. Đó. Đây. Chiếc Santa Fe. Rồi, màu trắng rất đẹp. Chiếc xe bác ấy xem từ sáng và bây giờ thì là phun tiền lấy xe luôn. Bác không đổi biển đúng không bác? À, làm à chờ hồ sơ. Rồi ok. Em xin phép em quay tiếp ạ. Rồi. Đó, các bác có thể thấy lợi thế lớn nhất của những chiếc xe đã qua sử dụng. Đó chính là giá. Đó chính là giá các bác nhá. Rồi, còn tất nhiên mua xe đã qua sử dụng thì cũng có khá nhiều nỗi lo lắng. Vâng, xin lỗi các bác là cái mic của em nó vừa hết pin nên em xin tạm dừng để thay pin một chút. Em chia sẻ tiếp câu chuyện đó là để mà chúng ta sở hữu một chiếc xe đã qua sử dụng thì có khá nhiều nỗi lo các bác nhá. Khá nhiều nỗi lo hơn là mua một chiếc xe mới từ đại lý, đúng không ạ? Bởi vì nỗi lo lớn nhất đó là về tình hình là gọi là chất lượng của xe thế nào, có chuẩn không, đúng không ạ? Có đâm đụng, ngập nước không? Thứ hai là về cái giấy tờ pháp lý của xe có rõ ràng minh bạch không, có cầm cố, có tranh chấp không? Đó, đó là hai cái nỗi lo vô cùng lớn khi các bác tìm đến một chiếc xe đã qua sử dụng. Và lo xe đã qua sử dụng thì nó có một cái lợi thế cũng rất lớn mà rất nhiều các bác thường thì các bác sẽ mua xe lần đầu thì khá là e ngại với cả những chiếc xe đã qua sử dụng từ các showroom bán xe đã qua sử dụng đó. Còn các bác mà đã sử dụng nhiều xe rồi hay đổi xe thì các bác lại có kinh nghiệm hơn nên các bác sẽ tìm ra những cái đơn vị uy tín hoặc là biết cách để xem được những chiếc xe tình trạng thực tế của những chiếc xe đã qua sử dụng để các bác có thể là mua bán trao đổi và trải nghiệm, đúng không ạ? Rồi đó thì em vừa mới giới thiệu đến các bác về hai chiếc Toyota Innova. Đó, chiếc xe, hai chiếc xe mà nó giống hệt nhau các bác nhá. Đó là một cặp đôi. Bên em đều mua được từ một công ty, đúng không ạ? Đó, thì hai chiếc đều là sản xuất và đăng ký năm 2020, được một chủ sử dụng từ mới các bác nhá. Chiếc này là một chủ sử dụng từ mới. Số km nguyên bản theo xe là 5,9 vạn km nguyên bản trong vòng 2 năm các bác nhá. Đấy. Thường thì để gọi là chiều lòng các bác thì 25 thông thường thì sẽ tua số km về là còn độ khoảng hơn 2 vạn km cho nó đẹp mắt, đúng không ạ? Nhưng Trung Thực Auto là nói không với việc tua số km lên là 25. Chiếc xe này lăn bánh là 5,9 vạn. Nghe thì có vẻ nhiều nhưng mà chia ra thì các bác có thể thấy là một năm đi có 2,9 vạn km. Đối với một chiếc Innova số sàn là số km đi tương đối thôi các bác nhá. Tương đối ít đấy ạ. Đó, không nhiều đâu ạ. Rồi, thì như em đã vừa nói, em xin được nhắc lại với các bác đó là tội gì phải mua một chiếc Xpander mới, đúng không ạ? Nó cũng giá là hơn 600 triệu, nó khoảng 645 triệu lăn bánh, đúng không ạ? Và chiếc xe này cũng khoảng hơn 600 triệu lăn bánh, mà nó là Innova, nó là siêu lướt các bác nhá, siêu lướt, siêu mới, đúng không ạ? Đấy, nó bằng nhau, tội gì phải mua Xpander. Bởi vì nó là máy 2.0, nó là máy Toyota siêu bền bỉ, siêu tiết kiệm, đúng không ạ? Đó, nó là số sàn, nó là giữ dáng, nó là giữ giá, nó là lôi đồng cối đá, nó là tất cả những cái gì là tinh hoa nhất của người Nhật các bác nhá. Đấy là một cái lợi thế rất lớn của chiếc xe này. Và cũng tội gì phải mua chính chiếc Innova này mới. Tại sao chúng ta phải mua ạ? Bởi vì chiếc xe này có thể tiết kiệm được cho các bác ạ. Bởi vì chúng ta là người làm kinh tế. Kinh tế là số 1 ạ. Bản chất mua về thì cũng chỉ để phục vụ tiền thôi, đúng không ạ? À đấy, vừa quên, cái chiếc xe này nó còn 8 chỗ ngồi, nó hơn là, đúng không ạ? Nó 8 chỗ ngồi rộng rãi hơn. Đấy, một ưu điểm rất lớn. Và chúng ta không tội gì cũng phải mua một chiếc xe là Innova mới. Bởi vì chiếc xe Innova cũ lại tiết kiệm là khoảng gần 250 triệu đồng các bác nhá.
lăn bánh mới chiếc xe này đang là 870 triệu lăn bánh. Các bạn thấy ghê gớm không ạ? 870 triệu lăn bánh, trong khi chiếc này chỉ có hơn 600 triệu thôi các bác nhá. Vâng. Thôi, đấy, ngoài ra thì Trung Tư Auto còn rất nhiều xe, đây là Innova này. Chiếc CX5 này vừa về này, chưa cả có thông tin luôn các bác nhá. Em chỉ nhớ rằng đây là 2.0 Premium 2020. Các bác nhá, 2020, màu xanh Kawasaki. Chiếc xe này vừa về, chưa có thông tin luôn, chưa có công tin về giá bán. Rồi, chiếc xe này cũng vừa về luôn. Em vừa đánh về đến đây. Chiếc xe này vừa mới đánh về đến đây, chưa có thông tin luôn. Rồi. Đó, rất nhiều xe các bác nhá. Đây, à, có một chiếc xe này mới về. Bên em gửi tới các bác một chiếc Everest. Everest. Chiếc này thì là 2014 các bác nhá. 2014. Đó, chiếc xe 2014. Số km nguyên bản nha các bác nhá. Nguyên bản luôn ạ. Ford Everest nguyên bản. Đó, 8,5 vạn km. 8,5 vạn km đi rất ít luôn. Chiếc xe này thì loanh quanh khoảng 500 hơn này ạ. Đấy. Rất nhiều xe Santa Fe này. Santa Fe máy dầu. Đó. Trung Tư Auto thì rất nhiều xe các bác có thể thấy. CX5 đỏ. Innova đây, một cặp đây, một cặp nó đỗ cạnh nhau các bác nhá. Nó gọi là em lên thay pin các bạn đảo vị trí luôn, trên dưới luôn. Đó. Ok. Ngoài ra Trung Tư Auto còn rất nhiều xe thì mong rằng các bác hãy đến trực tiếp showroom của công ty để lái thử và trải nghiệm những chiếc xe của Trung Tư Auto các bác nhé. Và các bác hoàn toàn có thể yên tâm là khi giao xe cho các bác thì Trung Tư Auto còn giao kèm một văn bản cam kết có giá trị pháp lý. Đấy, cam kết với các bác là động cơ hộp số nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích. Đúng không ạ? Hồ sơ pháp lý rõ ràng minh bạch, hỗ trợ các bác sang tên đổi biển một cách đơn giản và thuận tiện, không tranh chấp, không cầm cố và không phản nguội. Đó. Vâng, và kết thúc video thì em gửi lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc đến tất cả các bác cùng đại gia đình của mình. Chúc các bác sẽ sớm hiện thực hóa được giấc mơ về một chiếc ô tô mà các bác yêu thích. Chúc các bác thành công. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.